thì ông cũng vẫn còn đủ khả năng để ông làm lại. Đừng có cho nó là tận thế, the end of the world. Mình phải khuyến khích thôi, chứ mình đâu nói những cái lời gì mà để cho người ta đi xuống nữa. Lúc này là người ta đang đi xuống, mình phải nâng đỡ, giống như cái người đang đau chân, người đang ngã quỵ. Dĩ nhiên là mình không thể nào vững cái người đó đi được, nhưng mà ít ra mình cũng nấc được cái người đó lên và bước cùng vài bước với cái người đó. Mình dịch cái đời chỗ này: người đời mãi khoe mình tài giỏi, chậm hay mau nhân quả sẽ phân minh, bẻ cong nịnh hót chịu ngục hình, lòng chính trực tức thiên đường tại đó. Cho nên mình phải biết á, hình hình mà nó ngay á là bóng nó sẽ thẳng, hình mà nó không ngay thì sao bóng nó thẳng được, có phải không? Đoạn thứ 8: xả nhân hương trọng thanh tiên tử, tàm vị tri đa mệnh tảo vương, nhất tể dưỡng thần bình vị tán, lưỡng chung hòa khí nhị thần tra tha. Ngài cho mình một cái hình ảnh để mình quán chiếu. Cái con chồn á, sở dĩ mà nó chết sớm là tại vì nó có hương. Xạ là xạ hương á. Mà thường người xưa người ta hay lấy xạ người ta làm thuốc. Thì Ngài mới nói rằng xạ nhân hương trọng. Hương trọng tức là cái hương nó mạnh á, nó nhiều á. Cho nên mới thanh tiên tử, chết chết trước. Mình gọi là chết yểu đó. Đối với lại chết thọ, thọ yểu mà. Còn tàm á, tàm là con tầm, tàm vị đa minh, minh là mệnh. Con tầm nó nhiều tơ, nó có kén, có tơ, cho nên á cái mạng nó phải vong sớm. Cái chữ vong, vong ở đây nó là mất, chết. Giống như mình tụng cái bài Sám Hồng Trần á, trong đó có một câu gọi là gì? À, giàu sang cũng chết, sạc xài cũng vong. Chữ vong của cái câu đó là giàu sang rồi cũng chết, thấy không? Mà nghèo cùng rồi thì cũng cũng tiêu, cũng vong. Vì sao? Vì thông minh mà tài trí mà anh hùng rồi si mê rồi dại dột rồi cũng chung con gò. Ngài mới nói vậy. Ngài cho mình hai cái hình ảnh, một là con gì, con chồn, nó có xạ cho nên nó chết sớm. Con tầm á, nó có kén là người ta làm tơ cho nên mạng nó cũng giống như vậy. Hồi nhỏ Pháp Hòa có đọc cái bài kệ của một cái vị sư nào đó, nói như thế này: hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Tại con bướm nó đẹp á, thì người ta hay lấy con bướm ta ép, tập lắm, phải không? Mà hoa nào mà đẹp á, thì hay hay làm sao, hay bị hái đem vô tập, và đồng thời cũng có cái nghĩa là thường thường hoa đẹp mau tàn, chẳng hạn như hoa mẫu đơn, phải không? Phù dung, mẫu đơn, hoa quỳnh, hoa hồng cũng được, mau tàn lắm. Hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô, khuyên ai chớ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Thành thử ra mình phải biết là làm sao, cây cao thì gió càng cao là vậy, hay là càng cao danh vọng càng dày gian nan. Cho nên Phật mới nói cũng giống như một cái cây sai trái, cái danh lợi nó cũng giống như cây sai trái mà người ta không để cho mình yên đâu. Tại vì mình là cái cây sai trái thì thế nào người ta cũng tới, người ta làm gì? Ta chọt, người ta rung, người ta làm cho nó bằng mọi cách, người ta hái cái trái của nó. Còn nhược bằng cây nào mà sai trái đứng ngay ngã tư đường mà rất tiện lợi cho người hái mà người không hái, đó là cây độc. Cho nên một hôm mà Phật đi ngang một cái đống vàng đó, rồi Phật nhìn cái đống vàng mà Phật chỉ với Ngài Anan, Ngài Phật nói rắn độc đó. Ngài Anan nói sao kỳ vậy,
bữa nay Phật có bị mờ mắt không? Vàng mà sao Phật nói là rắn độc? Thì không mấy phút sau, biết bao nhiêu người tới đâm chém với nhau vì cái đống vàng đó. Lúc đó Ngài Anan mới hiểu, à thì ra ý của Đức Thế Tôn là như vậy. Cho nên thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì lòng tham phải trỗi dậy và bao nhiêu tai họa nó đến với mình. Cho nên ở đời như vậy, cái người nào mà có danh có lợi nhiều cũng mệt lắm. Nói như vậy cũng có nghĩa là mình đừng và bảo là đừng danh đừng lợi, nhưng ý muốn nhắc mình, nếu mình lỡ là cái người mà phải sống trong đời mà có danh có vị đó thì cũng phải cẩn thận lắm. Tại sao vậy? Tại vì người đời cũng chẳng để cho mình yên đâu. Người ta thường thường là như vậy. Người ta thấy mình sơ cơ á, xa cơ á, người ta lợi người ta nhỏ lời thương xót. Người ta sẵn sàng giúp đỡ mình, nhưng một khi mà mình được lên hương một chút á, thì người ta sẽ dùng đủ kiểu cách để người ta hạ bệ mình. Đời là nó vậy. Cho nên mình chúng sanh mình là cứ tu hoài, nó cứ lập, nó chập chờn vậy đó. Hốt giác hốt mê là vậy, khi tỉnh khi mê. Rồi mình tu riết cũng giống như hai mùa mưa vậy. Mùa mưa lần này xình lầy hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ướt át hơn mưa lần này, mùa mưa lần này bầy nhầy hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này. Rồi cứ cả đời là cứ làm hai mùa mưa thôi. Ở trong kinh cũng có câu, như tầm làm kén tự quấn tự buộc, như con thiêu thân nhào vào lửa đỏ. Vì sao? Vì đó là nghiệp chiêu. Cái nghiệp nó chiêu cảm, chứ ai muốn. Nhưng cái nghiệp của con thiêu thân là gì? Nó phải. Cái tên của nó là mình thấy rồi phải không? Con thiêu thân. Và cái nghiệp của con thiêu thân là thấy lửa là nhào vào, thấy ánh sáng là lăn vào. Và cái nghiệp của con tầm cũng vậy, cũng phải nhã tơ. Rồi Ngài mới nói, nhất tể dưỡng thần bình vị tán. Tức là Ngài cho mình một cái bình thuốc, không? Cái thuốc này mà nó để cho nó dưỡng thần dưỡng tánh mình. Lưỡng trung hòa khí nhị thần tra. Nhất tể là giống như là một gói thuốc tể vậy đó, không? Một gói thuốc đó, để mình dưỡng thần. Tiếng Việt mình đọc là chồn có xạ nên chồn chết sớm, tầm có tơ nên mạng chẳng được an. Thuốc có hay ta phải dụng đàng hoàng, là phương thuốc dưỡng thần an tâm trí. Thuốc có hay mà uống quá liều cũng chết đó. Như ngày hôm qua ai kể đó, bác sĩ dặn uống có 4 mg mà về uống là một lèo luôn, hết một cái bình đó đâu mấy chục gram, 80 gram mà. Bác sĩ dặn uống chia ra uống, một ngày 4 gram thôi mà làm một lần luôn 80 gram. Phone lên bác sĩ, nói bác sĩ có thể bác sĩ cho thuốc lộn uống rồi nó rần. Hỏi anh uống nhiều, nói dạ bác sĩ đương nhiêu tôi làm hết. Bác sĩ nó lập tức đi vô emergency liền. Thành thử ra nghe là thuốc có hay ta phải dụng đàng hoàng, thì thuốc như vậy thì mới an dưỡng thần an tâm trí được. Phật pháp cũng vậy, Phật pháp như lương dược. Lương dược là gì? Lương dược là thuốc hay mà uống không đúng liều lượng là nó thành ra độc dược. Cho nên mình vậy, mình cứ nói là mình muốn giải thoát, mình muốn giải thoát, nhưng mà coi chừng mình bị cái chữ giải thoát nó trở thành ra sợi dây nó cột mình. Lúc nào mình cũng muốn giải thoát hết, mà trong khi đó mình chưa giải thoát được những cái mà trước mắt mình cần phải giải quyết. Thì hai cái chữ giải thoát đó, nó giải thoát nghĩa, giải là mở, thoát là vượt nó, mở ra và đi lên, vượt ra đó gọi là giải thoát. Mà chính hai chữ giải thoát đó nó lại là sợi dây nó cột chặt mình. Thành thử ra Phật pháp mà không biết dùng á, thì coi chừng nó trở thành ra phi Phật pháp. Thuốc hay mà không biết dùng thì trở thành ra thuốc độc.